Chào bạn, hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2021, shop Hương My xin giới thiệu mẫu Trinh X1 One. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, phuộc là phuộc nhúng khí, có remote khóa phuộc, tay đề Shimano Antet, cùi đề cùi đĩa Shimano Antet, dò dĩa Shimano, vỏ là CST Jack Rabbit. Size khung con này là size 16, size vỏ là 27.5 x 2.10. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh X1 One. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 7.850.000. 7.850.000. Màu sắc con này màu đen dương. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh X1 One. Màu sắc con xe là màu đen dương. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe đang bán là Trinh X1 One. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 7.850.000. Mời các bạn xem qua chi tiết cấu hình con xe. Con này được trang bị tay thắng dầu RSX. Có nhiều bạn hỏi mình đó là cái tay đề Shimano Antet có phải là Shimano Antet không? Bây giờ mình nói thiệt các bạn luôn, đây nè, chữ Shimano Antet đây nè, thì nó là Shimano Antet, thì mình mới quay mình mới đọc là Shimano Antet nhá bạn nha. Mình quay đã cái quay cái chữ, quay chi tiết con xe rồi thì mắc gì mà các bạn phải hỏi lại nữa là phải Antet hay không nhá bạn nha. Đây là tay đề Shimano Antet, tay thắng dầu RSX. Dĩ nhiên là cái hình của nó là Antet thì mình mới quay được là Antet. Dĩ nhiên cái hình của nó RSX thì mình mới quay được RSX. Và dĩ nhiên nó là tay thắng dầu thì mình mới quay được. Các bạn nghĩ coi, 21.000 người xem video của mình, 21.000 người chứ không phải là 2.100 người hoặc là 211 người hoặc là mười mấy ngàn người, mà là 21.000 người. Thì 21.000 người, các bạn nghĩ coi cái hình ảnh, thí dụ như cái này Shimano Antet thì mình đọc thành Shimano DRXT, các bạn có chấp nhận không? Sao mà chấp nhận được? Đây là Shimano Antet mà sao mà ông đó ông đọc DRXT được nha các bạn nha. Dĩ nhiên nó là Shimano Antet thì mới đọc nó là Shimano Antet. 21.000 người xem chứ không phải là 1-2 người xem nha các bạn nha. 21.000 người xem thì người ta nhìn nhận, người ta đánh giá liền. Còn nếu mà các bạn thử coi, như này Antet các bạn đọc thành DRXT hoặc SLX coi, là cái video này đăng lên mấy bữa là bị reset, bị report là xóa video luôn nha các bạn nha. Đọc không đúng là xóa video luôn, người ta cứ report là nó thành report luôn nha các bạn nha. Con này là Shimano Antet tay thắng dầu RSX nè, đó, mình quay như dây rồi nè. Mà bây giờ các bạn còn mình cũng biết sao diễn tả nữa. Bây giờ các bạn nếu mà không thấy rõ hoặc không nhìn thấy rõ thì các bạn chịu khó tới địa chỉ. Địa chỉ có rồi, 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ nhà là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Tay đề con này là tay đề Shimano Antet, tay thắng dầu RSX. Bao tay có khóa chặn. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, phuộc là phuộc, con này là phuộc nhúng khí, có remote khóa phuộc nè, nó có ghi chữ remote nè, remote speed lock out đó, nó có ghi chữ remote speed lock out. Và cái remote nè, nó là một cọng dây đi là già lên đây, và chúng ta bấm như vậy là nó khóa phuộc, bấm về là mở phuộc nha các bạn nha. Tay thắng dầu là RSX, tay đề là Shimano Antet. Cấu hình của nó là 3 đĩa 9 clip. Thì các bạn thấy đây, số 3 nè, 1, 2, 3 này là phần đĩa nè, 3 đĩa nè, 9 clip là sao? 9 clip là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Đó, 3 đĩa 9 clip. Khung sườn được làm bằng nhôm. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Dây âm sườn là dây lòn vô trong sườn nè. Và sườn không mối hàn. Bánh trước, bánh sau, bạc đạn, đùm bạc đạn là đùm full rum. Đây, thì nó có ký hiệu chữ F nè, bạc đạn đó. Đùm bạc đạn là đùm full rum thì nó có ký hiệu chữ F. Thì ở đây là bạc đạn, nó bạc đạn nha bạn nha, bánh bạc đạn thì nó sẽ như thế này. Và hai thắng đĩa dầu RSX thì nó được trang bị hai thắng đĩa dầu RSX. Vỏ con này là vỏ CST Jack Rabbit.
vỏ là vỏ hiệu CST nè, Jack Rabbit đó, các bạn thấy không, size vỏ là 27.5 x 2.10. dĩ nhiên là nó 27.5 x 2.10 mình mới quay được thì mới nó mới thể hiện trong video. 20.000 người lận, phải là 27.5 x 2.10 thì mình mới quay nó mới thể hiện video được, chứ đâu phải là muốn nói gì là nói đâu các bạn. Cái này là nó in trên xe, nó có thông số trên xe mình quay ra. Chứ giờ mình thử đọc cái này là về lớp là 26 x 1.95, các bạn nói ủa sao thông số để 27.5 đọc 26 x 1.95, đó đó thì sẽ có người bình luận bên dưới liền. Đây là vỏ 27.5 x 2.10 nha các bạn nhé. Đây thông số vỏ nó đây, quá rõ ràng rồi. Vỏ là vỏ CST Jack Rabbit, ngay cả trên niền nó cũng để niền 27.5 đó, các bạn thấy quá đơn giản. Khung sườn con này là khung sườn nhôm, sườn không mối hàn. Không mối hàn thì dĩ nhiên mình nhìn mình thấy đâu có thấy mối hàn đâu. Và dây nó là dây âm sườn. Cốt yên là cốt yên nhôm, yên là yên chinh ích, khóa mở cốt yên. Size khung con này là size 16, thì trên đây size 16 nè. Và mấy con này là hàng theo catalog, thì dĩ nhiên trên catalog nó sẽ có thông số hết những con xe. Và mấy con xe này là hàng hãng nó bán ra, thì trên trang web chính của tất cả các cửa hàng đều có thông số về con xe. Dò dĩa con này được trang bị dò dĩa Shimano, cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Antop. Dĩ nhiên có mới đọc chứ các bạn, đây 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 dò dĩa Shimano nè, có mới đọc chứ trời ơi, cứ hỏi dò dĩa nó là bằng gì và dò dĩa nó hiệu gì, mà trong khi đó video đã đọc dò dĩa Shimano. Cùi đề đĩa con này là Shimano Antop. Cùi đề lip con này được trang bị Shimano Antop luôn. Clip con này clip thải chính, sên con này là sên chính. Sên chính con này là sên chính hiệu KMC, thì nó có khắc chữ KMC ở đây nè. Tại vì cái thông số này nó nhỏ quá, cái điện thoại mình nó từ dạng cũng chưa phải gọi là cao cấp để nó lấy nét chuẩn. Sên là sên KMC, mình bấm mình lấy nét không được. Sên là sên KMC. Clip là clip thải chính và sên có khóa sên. Dò dĩa con này Shimano của ai? Của thằng Philippines. Dò dĩa Philippines nhớ mày nha, Shimano của Philippines. Đùm bạc đạn, bánh bạc đạn, trục giữa bạc đạn thì khi chúng ta quay nè nó mới có chớn như vậy nè. Đó. Đầm này đầm full room. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Đó. Xe là sườn không mối hàn. Không mối hàn, thấy không? Đâu không mối hàn đâu. Đó. Sườn nhôm không mối hàn, y như sườn carbon nha. Nó làm y chang như sườn carbon, sườn nhôm không mối hàn. Và dây là giờ lại là dây đi dây âm sườn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinxx1One. Giá xe đang được bán với giá 7.850.000. Nếu giá có thay đổi mà tiếng vẫn còn thì mình sẽ sửa tiêu đề lại nha các bạn nha. Đó các bạn hiểu. Rồi giá là 7.850.000 nha các bạn nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinxx1One.